Vườn bí ngô kỳ lạ, lúc là những trái bí ngô khổng lồ cân nặng đến 6 tạ, khi là những trái bí ngô đủ sắc màu, trắng có, xanh có, vàng có. Và là mắc hơn, chính là hình thù của những trái bí ngô, như có bàn tay khéo léo nào đó nặn ra những trái này. Vườn bí ngô này của một nông dân ở Đà Lạt, nhiều du khách tìm đến. Lần đầu tiên, họ được chạm tay vào những trái bí ngô mà thoạt nhìn cứ như là hình ảnh trong một cuốn truyện tranh nào đó. Muốn hái nó luôn, nhưng mà không được hái. Nếu mà bán trên thị trường thì em sẵn sàng bỏ tiền ra mua để đem về nhà cúng hoặc là đi biếu tặng. Có gần chục màu hiện diện trên lòng rực rỡ. Nơi trưng bày nông sản tự như sàn diễn thời trang hấp dẫn bởi sắc màu đa dạng và kiểu dáng bắt mắt. Bản thân em là người Đà Lạt mà em cũng đã có rất là nhiều cảm xúc với những trái cây như thế này, thì chắc chắn là khách du lịch cũng sẽ như vậy. Ở một khu vườn khác, chủ vườn đang thu hoạch một loại rau mà bất cứ ai khi nhìn vào cũng sẽ đặt câu hỏi: vì sao trên cùng một loại rau lại có nhiều màu đến thế? Cầu vồng, tên của loại rau này, và chính mang trên mình nhiều màu mà người tiêu dùng rất ưa thích. Sắc màu, kiểu dáng, kích cỡ lúc này được các nhà vườn ở Đà Lạt xem là tiêu chí quan trọng bên cạnh năng suất, chất lượng nông sản. Bây giờ họ ăn không phải là ăn ngon nữa, nhưng mà ăn phải đẹp, thẩm mỹ. Thì những cái sản phẩm này chúng tôi làm để xuất sang thị trường Nhật đấy. Mình bán ra cái thị trường cao cấp á, thì mình phải bán là 26 hoặc 28 ngàn một ký. Vì sao? Vì mình phải trồng theo cái công nghệ nó hoàn hảo. Giá bán được nâng lên, sức tiêu thụ cũng mạnh hơn khi nông sản được khoác lớp áo làm mát. Đã có những trang trại ở Đà Lạt bắt đầu chú ý đến những loại nông sản bắt mắt, và những nông dân giờ như những nhà thiết kế sàn diễn thời trang cho nông sản.